Về cái việc đặc sắc của giải đấu năm nay thì có thể kể đến là ba yếu tố. Thứ nhất là cái việc hỗ trợ, cái này có thể là tin vui của tất cả các bạn vận động viên, thì cái mức hỗ trợ như mình cũng chia sẻ lúc nãy là mức hỗ trợ tiền lương của các bạn là tăng được con số có thể coi là tăng 50% từ 2 triệu đồng lên đến 3 triệu đồng. Và đây là mình khá tự tin là đây là một cái con số, cái mức tiền lương rất cao trong cái nền thể thao nói chung luôn, tức là chỉ thua kém chơi bóng đá thôi. Hiện nay tất cả so với tất cả một thể thao khác thì cái mức 3 triệu này là con số rất cao. Và cái thứ hai đó là cái việc thay đổi thể thức từ BO2, tức là đánh 2 ván đấu lên tới con số 3 ván đấu, là tiếp cận được gần như tất cả các giải đấu của các khu vực nổi tiếng thế giới, ví dụ LPL hay LCK là khu vực Trung Quốc, Hàn Quốc, thì đều các cái khu vực đó đều đã chuyển thể thức sang thi đấu BO3. Thì BO3 này là nó đảm bảo cho cái tính cạnh tranh của giải đấu được đưa lên cao nhất, tức là các đội không phải thực sự là dùng khả năng thực lực của mình để giành chiến thắng, chứ không phải là chỉ trông chờ nhau một điểm như thành tích BO2 nữa, tức là sẽ giành nhau một điểm từ cái kết quả hòa. Cái thứ ba nữa là về cái thể thức của vòng chung kết, thì chúng ta là thi đấu từ cái thể thức nhánh thắng nhánh thua, từ thể thức là loại trực tiếp thì có hai nhánh rõ ràng, thành cái sang cái thể thức là đánh theo bậc thang, thì cái tính cạnh tranh của nó còn tăng cao hơn nữa, tức là một đội mà muốn đội hạng 3, hạng 4 mà muốn giành được cái chức vô địch thì họ phải leo lần lượt lên cái đất thang một, thì bảo đảm thì chắc chắn là cái sự cạnh tranh và cái sự đón chờ của khán giả nó sẽ còn cao hơn nữa. Thì xem chờ màn trình diễn của họ như thế nào. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Cái việc áp dụng cái lực cấm 10 con tướng vào trong cái không giải đấu này thì không chỉ riêng giải đấu VCT mà tất cả giải đấu trên toàn thế giới được khởi tranh vào trong năm nay thì đều sẽ áp dụng cái đấu mới này. Và những cái thông tin chi tiết về cái lực cấm này thì bạn tôi sẽ cung cấp thêm cho các đội để có thể rõ, cũng như là các chị báo chí để rõ hơn là cái tác động của nó đến các cái đội như thế nào. Trước khi cái tin tức này được coi như là được công bố thì các đội cũng đã có nhận được cái thông tin chia sẻ riêng của phía ban tổ chức để cho các đội có thể chuẩn bị, tức là chuẩn bị những chiến thuật và những cái tập luyện hơn nữa, để chắc chắn là việc cấm 10 con tướng thì chúng ta sẽ phải có thêm nhiều lựa chọn hơn, mới hơn, tức là phải chuẩn bị những phương án dự phòng hơn để có thể chuẩn bị được với cái chiến thuật của các đội đưa ra. Có thể lên đến con số khoảng là 4 tiếng đồng hồ. Cho nên là về vấn đề thể lực thì mình nghĩ là hoàn toàn các vận động viên hiện tại của chúng ta chắc là trừ khi các đội mới lên hạng thì các bạn chưa có cái cơ hội được làm quen với cái thời lượng thi đấu dài như thế này. Thì còn các cái đội mà đã từng tham gia ở VCT ít nhất là một mùa rồi thì các bạn cũng đã có cái thời gian chuẩn bị khá là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Tại vì trước khi trận đấu diễn ra thì chúng tôi cũng có, ban tổ chức cũng cung cấp cho đội một cái thời lượng tối thiểu là khoảng 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị trước khi cái trận đấu BO3 chúng ta bắt đầu. Tức là đội hoàn toàn có thể chủ động về mặt thời gian, về mặt có thể tập luyện và nghỉ ngơi, cũng có thể nghỉ ngơi đầy đủ trước khi chúng ta bắt đầu cái thi đấu của chúng ta. Cho nên là tôi nghĩ là hoàn toàn đội có thể thích nghi được với cái thời lượng thi đấu dài như thế này.